Chào mừng tất cả các bạn đã đến kênh Quốc Thành Napka. Hôm nay mình xin nói một số lưu ý về việc đam bot 100 triệu đam các bạn. Đó là nhiệm vụ đam bot 100 triệu đam. Thì nhận xét của mình về nhiệm vụ này thì nó khá đơn giản. Các bạn chỉ cần up IV tầm khoảng 3-4 món cùng với một vài đội hình là các bạn đã có thể kiếm được 100 triệu đam từ bot. Tuy nhiên, một lưu ý nho nhỏ của mình về nhiệm vụ mà 100 triệu đam này các bạn, đó là chúng ta hãy cố gắng đam bot và đạt được nhiệm vụ 100 triệu đam trong vòng bot 1 hoặc là bot 2 nha các bạn. Chúng ta chỉ nên cố gắng gây đam và nhận full nhiệm vụ từ bot 1 và bot 2. Sau khi bot hồi sinh sang bot 3, bot 4 thì chúng ta kiếm 100 triệu đam thì nó sẽ khó hơn nhiều. Do là lực đam của bot nó sẽ to hơn, phòng thủ nhiều hơn và khả năng né tránh tốt hơn các bạn. Nên các bạn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này trong vòng bot 1 hoặc bot 2. Rồi, các bạn không có sân sinh thì các bạn có thể dùng team như sau: CC, Aegon, Gowan là ba con chính các bạn. Không có Dread hay Flicka, các bạn có thể bỏ thêm bất kỳ vị tướng IV nào khác cũng được. Thì các bạn sẽ duy sức hoàn thành được 100 triệu đam. Rồi, ở đây mình gây được 221 triệu các bạn. Giờ thì mình sẽ thử với một team mạnh hơn. Team này ram chính sẽ là Dread các bạn, không phải là Lucretia. Một team mạnh dành cho những bạn nào mà không có Lucretia nha. Triệu các bạn. Tầm này thì mình cho Lucretia vào cũng gây đam được khoảng cỡ này là hết các bạn, cũng tầm khoảng 844 triệu. Rồi, Dread gây đam không thua kém gì Lucretia nha các bạn. Rồi, hiện tại thì Relic của mình Agi đang là 5.6, Tăng đang là 5.3 và Vario đang là 5.1 các bạn, support thì 5.0. Ở đây thì Gri đã hết rồi, Motat thì cũng không còn. Ok, thì mình sẽ thử đam với team này cho các bạn xem. Gấu Dread Lucretia song sinh với lại Soros. Thank you.
Rồi, team này gây đam có cả hai cây ri Lucretia và Dread, tuy nhiên không gây đam nhiều bằng khi các bạn có Reizu cũng như là Motas trong team các bạn. Rồi. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau. Xin chào tạm biệt.